vụ được tiêm vaccine Pfizer nhờ xin ông anh, làm rõ mối quan hệ anh em. Vụ cô gái khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ xin ông anh, lãnh đạo quận Ninh Kiều không chấp nhận báo cáo ban đầu của phường nên sáng nay đã yêu cầu thanh tra đến làm rõ vụ việc. Liên quan đến vụ cô gái trẻ khoe được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer nhờ xin ông anh, sáng mùng 8 tháng 9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều cho biết, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận chưa chấp nhận báo cáo ban đầu của phường. Theo lời ông Ánh, báo cáo nhanh của phường cho rằng cô gái này là em bạn dì của một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Phú, nhà cạnh nhau. Tuy nhiên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận thấy chưa minh bạch nên yêu cầu phường làm rõ mối quan hệ nhân thân này. Ông Ánh cho biết, cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều, nếu đúng là người thân ở trong nhà thường xuyên tiếp xúc với cán bộ đi truy vết F0 thì thôi, còn nếu sai phạm thì xử lý nghiêm. Bởi thực tế, vaccine chưa đủ để tiêm cho toàn dân mà để tiêm cho các đối tượng ưu tiên trước như lực lượng tuyến đầu, người dân trong khu cách ly, phong tỏa, những người cao tuổi có bệnh lý, bệnh nền. Đây là danh sách người thân của một cán bộ cấp phường nên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch, ông Ánh nói. Ông Ánh cho biết thêm, sáng nay thanh tra của quận đã tới phường An Phú làm việc với lãnh đạo phường và những cán bộ có liên quan. Khi có kết quả cụ thể chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ với các cơ quan báo chí. Như Dân trí đã thông tin, ngày 6 tháng 9, cô gái có tài khoản Facebook LH chia sẻ dòng trạng thái đã đủ 2 mũi vững tâm kèm theo hình chụp giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với loại vaccine Pfizer, BioNTech. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều bạn bè của cô gái đã gửi lời chúc mừng. Trong đó, có người hỏi này trích từ Hải E, hoặc sao tiêm được Pfizer vậy bà? Tại các bình luận, LH đã trả lời, dạ em xin người ta đó và tôi xin ông anh nè. Sau khi nội dung trên được chia sẻ, nhiều người dân ở Cần Thơ tỏ ra bức xúc, đặt vấn đề cô gái này là người nhà của cán bộ nào mà được ưu tiên, xin được công anh như vậy. Nhiều người dân chưa được tiêm vaccine cũng băn khoăn việc tiêm vaccine COVID-19 có đang minh bạch, công bằng.